Dạ, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Hiếu Xe Đạp Nhật Bản nha các bạn ơi. Hôm nay lên cho các bạn hai con phải gọi là rất là đẹp nha các bạn, hai con siêu phẩm các bạn ơi. Đó, đây Benchi Cielo nha các bạn, tiếp tục về Benchi Cielo nè các bạn ơi. Đó, hôm bữa bán một con mà chữ trắng nha các bạn, hôm nay là có một con chữ đen về nè, rất là đẹp luôn các bạn. Con Cielo này ha, đây là con chết FX 7.5 các bạn. Đó, con chết siêu đẹp luôn các bạn ơi. Đó, rồi các bạn đợi em quay chi tiết em sẽ báo giá cho nha các bạn ơi. Trước khi vào nội dung chính, em xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe nha các bạn. Rồi đầu tiên em sẽ vô chi tiết con Benchi Cielo ha. Con này, con Benchi này đẹp lắm nha các bạn. Đo sai ha, đứng là 46 đây các bạn, đứng là 46 ha. Đó, ngang nè, ngang 54 các bạn, 46-54 ha. Đó, dòng xe MTB các bạn. Đó, các bạn từ 1m6 tới 1m7 là các bạn chạy con này là đẹp nha. 1m6 tới 1m7 nha các bạn. Đó, em này đi một bộ tay bấm xả Shimano ha bạn. Tay thắng cũng Shimano luôn. Chuồng zin theo xe nè. Đó, tay lái nè, bộ tăng là Benchi hết nha các bạn. Tay lái bộ tăng theo xe hết nha các bạn ơi. Cái dòng xe Cielo này nó về rất là hiếm nha các bạn, rất là ít có xe các bạn ơi. Để dòng này đẹp các bạn. Ít người mà ít ở bên Nhật ít chạy, người ta chạy ít khi người ta bán lại, cho nên về dòng này rất là ít. Đó, logo Benchi nữa các bạn. Phuộc của em nó là nhúng rất là êm luôn các bạn ơi. Này, cái phuộc Benchi Sport nè, cái phuộc này làm tại Mỹ các bạn ha. Cặp càng thắng cũng là Shimano luôn các bạn. Các bạn thấy không? Cặp càng thắng cũng là Shimano ha. Rồi vỏ của em nó cái niền là em nó đi cái niền Electrim DF23 ha bạn, niền Electrim. Tâm inox nè. Đùm là đùm Shimano luôn nha. Đó, vỏ của em nó nè, vỏ còn rất là mới luôn các bạn. Vỏ còn rất là mới luôn nha. Đây. Đó, vỏ còn cực kỳ là mới luôn nha. Niền rồi em nó rất là đẹp luôn các bạn ơi. Vỏ này 728C các bạn. Vỏ 728C, vỏ cực kỳ là đẹp luôn nha. Các bạn thấy không? Đó, Benchi Cielo Sport nha các bạn. Chữ đen các bạn. Nhìn con xe rất là đẹp luôn các bạn ơi. Cái nó phối màu trắng xanh lá mạ và màu đen ha, nó phối màu cực kỳ là đẹp. Yên này yên zin theo xe luôn nha các bạn. Yên zin theo xe. Cúc yên là zin theo xe luôn nè. Bạn thấy không? Một con xe rất là đẹp nha các bạn. Đó, đây là cái tem đổ xe ở bên Nhật ha. Rồi, bánh sau nè các bạn ơi. Bánh sau cũng là 728C ha. Niền Electrim DF23 luôn. Tâm inox. Đùm cũng là đùm Shimano luôn nha, đùm Shimano luôn các bạn. Các bạn thấy không? Rồi clip của em nó đây ha các bạn. Em nó sử dụng là sang clip là Shimano Acera. Clip em nó sử dụng 8 clip các bạn, dây sơn zin theo xe ha. 8 clip ha, clip nè, cực kỳ là đẹp luôn các bạn ơi. Nó quay rất là êm luôn các bạn. Đó, dò dĩa của em nó đây. FSA ha, dò dĩa của Mỹ các bạn. Chiếc này rất cực kỳ là nhẹ luôn các bạn ơi. Các bạn lên chạy con xe này rất là ngon luôn các bạn. Ba dĩa ha, miếng vỏ dĩa dĩa đây. Rồi cái sang dĩa Shimano Acera ba dĩa ha. Đó, con xe này chạy cực kỳ là ngon luôn nha các bạn. Benchi màu cũng rất là đẹp luôn các bạn. Đó, càng thắng cũng là Shimano luôn ha. Càng thắng Shimano luôn. Đó, em xe rất là đẹp các bạn. Đó, các bạn nhìn tổng quan con xe nè. Các bạn từ 1m6 tới 1m7 các bạn chạy con này nha. 1m6 tới 1m7. Mấy nay em lên con này có rất nhiều cô chú anh chị hỏi con này không ạ. Hồi bữa em lên con kia thì có cái anh ảnh mua nhanh quá các bạn. Hôm nay về tiếp một con nè. Đây, Benchi Sport ha. Đó, các bạn thấy không? Cielo nha các bạn, rất là đẹp. Đó, chân trống này, chân trống nhôm nha các bạn, chân trống nhôm. Đây cái tem an ninh của Nhật đây. Tem an ninh của Nhật này ha. Đó, các bạn thấy không? Dĩa clip của em nó là quay cực kỳ là nhẹ luôn các bạn ơi, quay rất là nhẹ luôn ha. Đó, xe cực kỳ đẹp lên nha các bạn. Con xe này quá đẹp các bạn ơi. Vỏ của em nó là gai nè, còn gai còn rất là nhiều luôn các bạn ha. Gai còn rất là nhiều luôn. Đây, bạn nhìn tổng quan con xe ha, cực kỳ đẹp các bạn. Rồi con Benchi Cielo này để cho bạn 10.500.000 ha, 10.500.000 các bạn. Các bạn từ 1m6 tới 7 các bạn lấy con này qua đang chạy ha. Dòng MTB, cái phuộc này nhúng cực kỳ là êm luôn nha các bạn. Đó, 10.500.000 các bạn, giá này em bao ship nha.
em vô full đồ chơi cho đèn trước đèn sau, bình nước ống bơm nha các bạn. Đó, cực kỳ đẹp luôn các bạn. 10,5 triệu các bạn, có con pin chi thương hiệu của Ý rồi các bạn, con MTB các bạn. Đó, đảm bảo các bạn con này chạy rất là ngon nha các bạn ơi. Đó, rồi tiếp theo, rồi siêu phẩm nè các bạn. Đây là một con ZFX 7.5 các bạn ha. Cái con này size rất là cao các bạn. Cái size con này tính tới sườn ngang là 50 rồi các bạn ha. Ngang của em nó là ngang 56.5. Ngang 56.5 ha các bạn. Đó. Cái này các bạn phải từ 1m7 tới 1m8 các bạn chạy con này ha. Con này nó gọi là size L các bạn ơi. Các bạn từ 1m7 tới 1m8 các bạn chạy con này mới được nha các bạn. Phải trên 1m7 chạy mới được nha. Dưới 1m7 chạy không có được đâu các bạn. Đây bao tay nè. Em này đi một bộ tay bấm xả Shimano Diori nha. Shimano Diori nè các bạn. Cực kỳ là mới luôn các bạn ơi. Tay thắng nè. Rồi tay lái là Bontrager ha. Cái bô tăng là Bontrager luôn các bạn. Đó, xe này size này rất là cao các bạn. Các bạn tự 1m75 á, các bạn chạy rất là đẹp rồi nha. 1m75, 1m8, hơn 1m8 chạy cũng rất là đẹp luôn. Đây FX 7.5 các bạn. FX 7.5, con này là màu xám lông chuột các bạn. Con chết ha. Những con mà size cao này về rất là hiếm các bạn ơi. Những con size cao về hiếm lắm nha. Logo của chết còn luôn cái miếng ni lông luôn nè các bạn. Màu là xám lông chuột rất là đẹp. Đây là khung nhôm, càng là càng carbon đó các bạn. Càng carbon ha. Đó các bạn thấy không? Càng carbon ha. Cực kỳ là đẹp luôn. Đây càng thắng Shimano đây các bạn ha. Bạn thấy không? Vỏ của em nó là chắc chắn là vỏ Bontrager các bạn. Vỏ Bontrager 732C ha. Niền là niền Bontrager luôn. Tâm inox sơn tĩnh điện, đùm là đùm Bontrager luôn nha. Đó các bạn, một con xe là rất là đẹp các bạn, màu xám ha. Đó, cốt yên là Bontrager. Đây em này sử dụng một cái yên da bò rất là đẹp luôn các bạn. Nó cái yên cực kỳ là đẹp luôn nha. Tem an ninh của Nhật đây ha. Tem an ninh của Nhật đây các bạn. Đó các bạn thấy không? Cực kỳ là đẹp nha các bạn. Đó. Rồi, chạy thắng Shimano nè. Đó, vỏ sao của em nó Bana Racer 732C ha. Cái vỏ mắc in da băng các bạn. Đó, em này đi chớn cối nổ của em nó đi cực kỳ là hay luôn. Rất là chớn luôn các bạn thấy không? Đó, em này đi 2 4 6 8 9 clip các bạn ha. 9 clip các bạn ơi. Đây sang clip Shimano Điệu đi LX nha các bạn. Shimano Điệu đi LX. Đây, dò dĩa Shimano nè, ba dĩa các bạn ha. Ba dĩa. Sang dĩa Shimano Điệu đi. Bạn thấy không? Nó đồng bộ từ trên xuống dưới luôn các bạn. Nó đồng bộ từ trên xuống dưới luôn, rất là ngon các bạn ơi. Đây cái tem của cái siêu thị bán xe. Đó. Đây. Thấy không? Rất là đẹp luôn các bạn, màu xám lông chuột ha. Đó. Bạn các bạn mà cao á lấy con này, tại vì những con mà cao như vậy á rất là hiếm có các bạn. Những con cao như vậy rất là hiếm có các bạn, từ 1m7, 1m75, 1m8, hơn 1m8 chạy con này nha. Size cao rất là hiếm các bạn. Tìm không thấy. Xe cao và tìm rất là hiếm có, không thấy đâu. Đây càng carbon đây ha. Càng carbon còn có tem cảnh báo nè các bạn. Đó càng carbon FX 7.5 các bạn thấy không? Cực kỳ là đẹp luôn nha. Đó chết FX 7.5 rất là đẹp luôn các bạn. Dò dĩa Shimano nè. Đó các bạn thấy không? Cái con này rất là hiếm, các cô chú anh chị nào mà cao quá rất là khó tìm xe ha. Nhưng hôm nay gặp con này là quá chuẩn rồi. Sử dụng chất liệu nhôm alpha nè. Thấy không? Chất liệu nhôm alpha. Đó, các bạn thấy cái clip của em nó nghe rất là chắc chắn nha các bạn. Cái clip của em nó nghe cực kỳ là chắc chắn luôn nha. Đó. Rất là đẹp các bạn. Tổng quan con xe đi. Đó. Rồi các bạn nhìn tổng quan con xe nha, nhìn chiếc xe cực kỳ là cứng cáp luôn các bạn ơi. Chết 7.5 FX ha. Mà cái size cao này cực kỳ là hiếm luôn nha. Đó, các bạn cô chú anh chị nào thích mà cao quá, thích con xe Mỹ nè, lấy con này là hợp lý luôn nha. Đó, cái size của nó cực kỳ là đẹp luôn. Nó zin từ trên xuống dưới luôn nha các bạn. Nó zin từ trên xuống dưới luôn, tới những con ốc, những cọng dây đều zin hết nha. Những ốc, những cọng dây đều zin hết các bạn. Đó. Rồi con Z 7.5 SX này em bán
9.500.000 các bạn. Rồi con này em bán 9.500.000 nha. Đó, xe cao là cực kỳ là hiếm luôn nha. Các bạn nào cao lấy con này là hợp lý nha. Đó, 9.500.000. Rồi em vô đồ chơi cho các bạn. Và em bao ship tới nhà luôn nha các bạn ơi. Bao ship tới nhà luôn. Đó, xe cao rất là hiếm. Con này 10.500. Đó, hôm nay em có 2 chiếc. Rồi các bạn nào thích xe nào thì alo cho em nha, 0975158377. Đó cũng là số Zalo luôn các bạn. Thích xe nào thì alo cho em trực tiếp, hoặc là kết bạn Zalo nhắn tin chụp hình xe cho em nha. Đó, hai con rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, thì em còn hai con nữa hết xe các bạn. Đó các bạn, còn đúng hai con luôn ha. Đó. 750X nha các bạn. Rồi clip đã dài rồi các bạn ơi. Các bạn nào quan tâm thì nhớ alo cho em. Rồi các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn cho em xin một nút đăng ký nha, để ủng hộ em Hiếu nha các bạn. Hoặc các bạn like video, các bạn thấy xe đẹp các bạn like video giúp em ha. Rồi chào tất cả các bạn nha, hẹn các bạn những video clip sau. Bye bye.